The international community rarely calls for revolution. In this case, it has. A data revolution. Từ sau đổi mới, một sự khởi đầu mới, năm 1986, Việt Nam đã giảm tỷ lệ đói nghèo đến mức kỷ lục. Vietnam has implemented an economic reform program that has included a whole range of measures. The national economic output has doubled every 10 years. Vietnam has moved from using the bike to using extensively the motorbike in a very short period of time. Để tiến những bước tiếp theo, khi cơ cấu của nền kinh tế thay đổi, Việt Nam cần nâng cấp các dữ liệu để liên tục thúc đẩy và thiết lập các chính sách hiệu quả nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Sự thiết yếu của việc nâng cấp dữ liệu là lý do tại sao Liên Hợp Quốc đã kêu gọi công cuộc cải tiến dữ liệu trên toàn thế giới. Việt Nam đang đi trước nhiều đất nước khác và công cuộc cải tiến dữ liệu đã được triển khai. Vào đầu những năm 2000, Việt Nam đã có được cơ sở dữ liệu, nhưng vẫn còn thiếu dữ liệu ở một số lĩnh vực trọng điểm. Before that time, information and data in Vietnam were very bad, and people faced very difficult to access to the economic data. Trong đó phải kể tới cuộc sống ở những hộ gia đình nông thôn, không có dữ liệu theo thời gian về người dân hay về các doanh nghiệp vừa và nhỏ để chỉ ra được những thách thức mà họ phải đối mặt. Bù vào đó, UNU Wider và Đại học Copenhagen nhờ sự hỗ trợ tài chính từ Danida đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế khác, trong đó có Carol Newman từ trường Trinity College Dublin cùng với các cơ quan trọng điểm của chính phủ Việt Nam nhằm thiết kế, thực hiện và phân tích các cuộc điều tra khảo sát. Một trong số đó là VARS, khảo sát điều tra về nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam, theo dõi hơn 3.000 hộ gia đình, 2 năm một lần, tại 12 tỉnh thành Việt Nam, nghiên cứu mọi thứ từ quy mô đất đai tới cách sử dụng đất đai. This is the first time the panel data for the rural households is focusing on the economic resources, economic approaches. This data set divide not only until each family, but it also see for different plot of land. And that is no any data set have that value. So we know that okay in what farmer changing in their mindset. They changing in their strategy of using resource. Dựa trên các cơ sở dữ liệu này, đã có hàng chục nghiên cứu và báo cáo lên các bộ trưởng, cung cấp những đường lối thấu đáo mà trước đây không có. Một thay đổi quan trọng trong chính sách là về cách sử dụng đất nhằm mục đích nâng cao năng suất đất nông nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế gia tăng, trong khi số lượng người canh tác đất giảm thiểu. Dữ liệu cho thấy, nếu các hạn chế được dỡ bỏ, mảnh đất này hay mảnh đất khác tại Việt Nam sẽ có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Nông dân có thể trồng mít, bưởi, chuối hay nuôi cả ngàn con lợn, thay vì bị hạn chế chỉ được trồng lúa. Người ta bây giờ đã có thể chọn giống cây trồng để thu hoạch trên đất này, mang lại năng suất cao hơn. Một mục đích quan trọng hơn trong sự chuyển đổi cơ cấu đang diễn ra trên cả nước. We still have the policy that specify the purpose of land use, especially for paddy land. Paddy land just can generate a low value. So it generates little incentive for farmer to buy or to hire more land. For paddy land, now the government make it more flexible that the farmer can change the purpose of land use from paddy cultivation to other annual crop. It's the first step. And in the next step, we are still proposing to government that we may allow the farmer to use paddy land for like fruit, for aquaculture, for livestock. Ông Lê Ngự Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, đã tham gia vào các dữ liệu từ cấp cơ sở, thông qua chính quyền địa phương đến các đối tác và các nhà hoạch định chính sách. Và mặc dù là chưa đạt đến một kết quả mong muốn, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ đang và sẽ tiếp tục có những cái sự thay đổi tốt hơn. Chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi trong cái quan điểm, cái chủ trương tạo điều kiện cho người dân sống, làm giàu trên mảnh đất của mình. Nghiên cứu của VAS là thiết yếu trong việc xây dựng chính sách quản lý, sự thay đổi cơ cấu của Việt Nam. Cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, Việt Nam đã có hàng triệu người chuyển đổi từ nông nghiệp sang các ngành sản xuất và dịch vụ, rồi nông thôn lên sinh sống ở thành thị. A new rural development program already been set as a national targeted program. I think our study had very strong influence in that decision. Công cuộc cải tiến dữ liệu của Việt Nam
cũng diễn ra trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 97% nền thương mại Việt Nam và là nhân tố chủ chốt trong sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế. Tại đây, dữ liệu đã chỉ ra những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt bởi những lý do chẳng hạn như thiếu sự tiếp cận với tín dụng. Những chính sách mới đây của chính phủ nhằm tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Một chức năng khác của dữ liệu là thiết lập một ma trận kế toán xã hội, cho phép chính phủ Việt Nam xây dựng tốt hơn mô hình kinh tế và hiệu quả chính sách khi mà Việt Nam đang từng bước đi lên trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu. I think that's one of the very best example for cooperation between international body and national body in research for policy. Tuy nhiên, cuộc cách mạng dữ liệu không diễn ra nội trong một đêm, trong vài tuần, vài tháng hay vài năm. Nó đòi hỏi nhiều nguồn lực, đòi hỏi trách nhiệm cam kết từ chính phủ ở mọi lĩnh vực trong nhiều thập kỷ. For 20 years of joint research and so many surveys, we open access to anyone. Therefore, so many other people can benefit. And I think that is unique so far in Vietnam. I think it's the collaboration and good planning, doing research, we come up with new idea and good result. Development is like traveling a very difficult road through mountains and deep valleys. Having a map that can help guide you through the most difficult paths is going to facilitate that process. Data, in some ways, is a very fundamental part of that map.